Đại biểu Quốc hội nghĩ đến giá đất, nhiều người muốn sở hữu lại lạnh người. Với những hạn chế, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo giữa luật hiện hành với nhiều luật khác, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc sửa đổi luật đất đai là rất cần thiết. Ngày 14 tháng 11, thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi, đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, đoàn Đắk Nông cho rằng đất đai vốn không tự phức tạp, nhưng với những tác động, các mối quan hệ qua lại đã làm cho nó biến dạng, trở nên nhạy cảm phức tạp. Đất đai còn nóng sốt mà cứ nghĩ đến đất, giá đất, nhiều người muốn sở hữu nó lạnh hết cả người. Với những hạn chế, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo như luật hiện hành với nhiều luật khác, tôi tán thành cao với việc sửa đổi luật đất đai. Đại biểu Dương Khắc Mai nêu quan điểm. Theo ông Dương Khắc Mai, việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể chế hóa nội dung nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, góp phần sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành nguồn lực quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Góp ý cụ thể vào dự thảo luật, đại biểu cho biết tại khoản 5 điều 68 dự thảo luật về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thể hiện đến từng thửa đất. Vị đại biểu đoàn Đắk Nông đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung này vì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, cho nhu cầu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Đồng thời, đối với các địa phương chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về đất đai trên phạm vi toàn huyện thì không thể thực hiện theo quy định nêu trên. Bên cạnh đó, quy định nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp người sử dụng đất để quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đang mâu thuẫn với luật lâm nghiệp năm 2017. Về cho thuê đất, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu thêm về các trường hợp nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để phù hợp với từng vùng, miền, địa phương. Nếu quy định như dự thảo luật thì nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, khó thu hút được các nhà đầu tư. Bởi nếu nộp tiền thuê đất một lần thì các nhà đầu tư mới có cơ sở thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn phát triển đầu tư trở lại cho dự án của mình, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh. Đại biểu Lê Đào An Xuân, đoàn Phú Yên đề cập đến quy định hiểu và áp dụng luật khi thảo luận về dự án luật này. Theo bà Xuân, một số quy định hiện nay có thể hiểu và áp dụng theo nhiều nghĩa khác nhau, mỗi địa phương hoặc từng hồ sơ có thể có nhiều cách áp dụng với cùng một điều luật. Điều này theo đại biểu Xuân sẽ dẫn đến tình trạng người sử dụng luật sẽ thực hiện theo cách có lợi cho mình nhất, như vậy sẽ dẫn đến tiêu cực là ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước hoặc áp dụng theo hướng an toàn cho mình nhất, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà đầu tư và người sử dụng đất. Do đó, nữ đại biểu đoàn Phú Yên đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm đến các câu từ nội dung đưa vào luật để tránh việc đa nghĩa. Tình trạng đa nghĩa này cũng dẫn đến những sai sót trong quá trình thi hành pháp luật. Các đại biểu nhắc nhiều đến việc viên chức, công chức ngành y tế giáo dục có sự dịch chuyển. Nhưng có một thực tế chưa được nhắc đến là công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường cũng có tỷ lệ dịch chuyển lớn. Người xin nghỉ việc, người chủ động chuyển công tác, kể cả người đã nghỉ, đã chuyển công tác hay còn ở lại đều có chung nỗi băn khoăn. Là không biết hồ sơ mình đang xử lý có sai sót gì không, hay vài năm nữa mới phát hiện sai sót. Đó là một áp lực pháp lý rất lớn với cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, đại biểu Lê Đào An Xuân nêu thực tế. Từ đó bà Xuân cho biết ngoài doanh nghiệp, ngoài người sử dụng đất, thì cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên rất mong luật đất đai được sớm sửa đổi theo hướng nhanh nhất và phù hợp với thực tiễn nhất. Song song với quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo luật để ban hành, vị đại biểu kiến nghị chính phủ khẩn trương ban hành hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành việc sửa đổi ngay các vướng mắc hiện nay, để trong 2 năm tới không kiềm chế sự phát triển kinh tế xã hội cũng như không mất thêm cán bộ. Hôm nay theo chương trình làm việc thì Quốc hội sẽ dành thời gian một ngày làm việc để tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Trong 7 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp, có thể thấy đây là luật được Quốc hội đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lập pháp của nhiệm kỳ này. Cũng vì thế, nhân dân mong đợi các điểm mới được sửa đổi, bổ sung sẽ tháo gỡ được những nút thắt trong thực hiện chính sách đất đai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Quận Đống Đa là địa bàn có dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi qua. Cũng vì thế, để có thể triển khai và hoàn thành dự án, công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu quan trọng đi đầu. Về công tác giải phóng mặt bằng không thể nói là không khó khăn. Rất khó khăn vì nó liên quan đến đời sống của mọi người dân, đảo lộn toàn bộ cái sinh hoạt. Người ta cũng là năn tăn, lo lắng
là phải rời ở đây đi chỗ khác xa hơn, rồi tiền đền bù không thỏa đáng với các cái giá cả thị trường hiện nay. Cũng chính vì thế, trong sửa đổi luật đất đai lần này, người dân rất ủng hộ việc sửa đổi các quy định sát với quyền lợi của người dân như việc bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Theo cái dự thảo như vậy thì lên làm trước, thu hồi, tái định cư ở đâu, đền bù như thế nào, cái giá trị đất người ta thu hồi người ta giá trị như thế nào, rồi đền bù bây giờ cho thì không phải cho không nữa, nhưng mà cái chỗ anh cho tôi ở đấy thì giá trị nó như thế nào, nó có tương xứng hay không. Giao dịch đền bù nó đều phải đảm bảo khách quan, công bằng, tránh tình trạng là chủ đầu tư lấy đất với cái giá thấp, sau này khi mà đã thành chủ sở hữu mới rồi thì lại kinh doanh thu cái lợi bất chính. Chính là cái này là cái tạo nên cái bức xúc trong xã hội rất là nhiều. Tôi mong muốn là nhà nước thực hiện đúng cái chủ trương khi mà thu hồi đất thì phải tạo điều kiện để cho những cái người bị thu hồi đất có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn cuộc sống cũ. Theo dõi thường xuyên hoạt động của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhận thấy các cơ quan Quốc hội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến mọi tầng lớp xã hội cho việc sửa đổi luật đất đai quan trọng này. Cái luật đất đai này, trong thời gian vừa qua là Quốc hội cũng thấy được cái vai trò quan trọng của nó, đã tổ chức rất nhiều những cuộc hội nghị hội thảo, thậm chí có cả những cái phiên chuyên đề về cho ý kiến về luật đất đai. Các ủy ban, các đoàn đại biểu Quốc hội của các địa phương cũng đã tổ chức nhiều những cuộc hội nghị hội thảo và xin ý kiến đóng góp của người dân, của các ngành, các cấp. Vừa qua, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật đất đai sửa đổi và ghi nhận nhiều góp ý tâm huyết, sắc đáng của các đại biểu Quốc hội trước các điểm mới đáng chú ý của dự thảo luật. Dõi theo hoạt động nghị trường, cử tri và nhân dân đón đợi, kỳ vọng vào luật đất đai sửa đổi sẽ giúp cho việc giải quyết giữa lợi ích nhà nước, người dân và nhà đầu tư trong việc triển. Thưa quý vị, chiếm đến 70% lao động trong các bệnh viện, đội ngũ điều dưỡng có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc người bệnh. Thế nhưng hiện nay, nhiều bệnh viện đang rơi vào tình trạng thiếu điều dưỡng do lực lượng này nghỉ việc nhiều và khó tuyển mới. Điều này đã tạo áp lực cho những người ở lại. Trong khi đó, thì theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ điều dưỡng trên dân số Việt Nam cũng là rất thấp so với thế giới. Số điều dưỡng trên bác sĩ cũng rất là thấp, chưa đạt tỷ lệ 2 điều dưỡng một bác sĩ. Và nhiều chuyên gia y tế nhận định đặc thù công việc vất vả, áp lực lại có nguy cơ lây nhiễm cao, trong khi chế độ đãi ngộ thì chưa tương xứng, nên thời gian qua số lượng điều dưỡng nghỉ việc là khá lớn. Vâng, vậy thì làm gì để giải quyết thực trạng này? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau. Khoảng một tháng trở lại đây, số lượng bệnh nhân mắc cúm B tăng đột biến. Chỉ có 28 giường bệnh, nhưng có những ngày khoa nhi của trung tâm y tế này phải tiếp nhận điều trị cho hơn 100 bệnh nhân. Áp lực công việc tăng lên gấp 3-4 lần, nhưng cả khoa chỉ có 3 điều dưỡng. Điều dưỡng thì phải kiêm nhiệm và làm rất là nhiều việc, thì cũng cảm thấy là công việc cũng, nếu mà bệnh nhân đông như vậy, thì số lượng điều dưỡng thì hơi ít, thì công việc cũng hơi nhiều, nhưng mà tất cả điều dưỡng trong khoa cũng đều cố gắng và ban giám đốc cũng chỉ đạo là các điều dưỡng ở các khoa khác thì hỗ trợ thì cũng cảm thấy là vẫn có thể đảm nhiệm được. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại nhiều cơ sở y tế khác. Nhất là khi sau mùa, số bệnh nhân nhập viện tăng, áp lực công việc của các nhân viên y tế lại càng lớn hơn. Trong khoa thì có 4 bác sĩ và 6 điều dưỡng, thì với lưu lượng của bệnh nhân nhập viện vào khoa và ra viện trong khoa một ngày là ra khoảng 15 ca và 15 ca thì tương đối là vất vả, thì thường xuyên là từ cái thủ tục hành chính cho đến các cái công tác đảm bảo chuyên môn thì mọi người đều phải đi rất sớm và về muộn. Công tác trong ngành điều dưỡng đã nhiều năm, anh Hiếu cùng các đồng nghiệp của mình đã quen với việc ca trực kéo dài 24 tiếng, áp lực công việc lớn. Bởi tại đơn nguyên hồi sức ngoại, 100% là bệnh nhân rất nặng, hầu hết không có khả năng tự chăm sóc. Cái tình trạng mà khi nhân lực thiếu này thì
bản thân như mình, như các bạn khoa cũng như lãnh đạo khoa phòng thì sẽ phải gọi là cố gắng anh em tăng ca lên thôi, rất rất áp lực, mệt mỏi. Tuy nhiên là cũng động viên anh em là mình phải cố gắng thôi. Bệnh nhân ở đây thì rất là nặng, chúng tôi phải chăm sóc toàn diện từ vấn đề về vệ sinh cá nhân, về ăn uống. Nên là chúng tôi khi mà làm việc thì sẽ làm việc theo đội, theo nhóm, nên mà nhân lực thì lại rất là mỏng, nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Những bệnh nhân đang nằm ở đây hầu hết là nặng, cần chăm sóc cấp 1, tức là chăm sóc toàn diện, không có người nhà hỗ trợ. Số lượng bệnh nhân nặng, áp lực công việc với các điều dưỡng viên ở đây là rất lớn. Với số lượng bệnh nhân đông và nặng nên sẽ có nhiều áp lực trong công việc. Và nhân lực thì còn thiếu, vậy nên đôi lúc sẽ phải tăng ca nhiều hơn. Trong 6 năm làm nghề thì cũng có đôi lúc tôi cũng cảm thấy là mình nhụt chí, bởi vì là đôi khi đi làm, đi trực vất vả và gia đình ở nhà thì lại không có ai chăm lo. Công việc áp lực, quá tải, tuy nhiên chính sách đãi ngộ tiền lương của điều dưỡng lại không cao. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều điều dưỡng đã nghỉ việc, khiến không ít bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng nguồn nhân lực này. Cái nguồn nhân lực thì hiện tại bây giờ thì vẫn còn thiếu, chưa đầy đủ so với quy định của nhà nước. Tuy nhiên các bạn điều dưỡng thì cũng cố gắng. Đối với các bệnh viện lớn thì đa phần là thực sự là thiếu, bởi vì chỉ chăm sóc là chắc là khoảng 0,5 đến khoảng 0,75 trên một bệnh nhân thôi, không thể đủ được. Mà cái đấy là cái mà rất cần thiết. Theo Hội Điều dưỡng Việt Nam, có tới từ 60 cho đến 70% công việc của các bệnh viện là do đội ngũ điều dưỡng thực hiện. Các dịch vụ y tế liên quan đến điều dưỡng chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Điều dưỡng cũng là người trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nhất trong cả quá trình, từ khi vào viện cho tới lúc ra viện. Vì vậy, để thiếu hụt lực lượng điều dưỡng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất